Đức Thắng. Bóng vẫn còn trong cuộc. Hồng Kông. Đó là đường chuyền. Một tình huống phản. Hồng Kông sau nỗ lực chơi bóng vừa rồi đã được hàng rào phòng ngự của Gadia trên Sài Gòn. Văn Nghĩa. Bây giờ là pha đi bóng của Quang Vinh. Đường chuyền rất hay. Rồi Tất Dinh, dứt điểm không vào. Cùng xem lại pha chuyền ngang của Quang Vinh. Khống chế nhịp một. Bóng vẫn còn trong cuộc. Pha tranh chấp là của Quang Vũ. Đường chuyền. Cơ hội có thể dứt điểm. Hồ Khánh Huy. Không được. Như vậy là trọng tài đã cắt còi và thổi phạt đối với ta. Cùng xem lại pha này. Tình huống tổ chức tấn công của cầu thủ KDC Sài Gòn và cú dứt điểm được tạo ra từ Hồ Khánh. Rất bình tĩnh. Tỷ số của trận đấu là 1-0. Mặc dù ở trong phóng vừa rồi Hồng Kông đã bị trượt chân, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này vẫn đánh bại được Đoàn Minh Quang để giúp cho KDC gì mà họ đã thể hiện. Hãy cùng xem lại phóng này. Lại là một tình huống bị trượt chân nữa. Nhưng rất may mắn cho Hồng Kông cũng như là KDC. Một đường chuyền về. Một đường chuyền vất. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Điền chứ không phải là quả đá góc. Hãy cùng chờ các trọng tài. Quốc Huy. Bóng trở lại với Quốc Huy. Trần Nhật Trung. Không được. Vẫn còn. Không vào. Ta cùng xem lại vào bóng. Rất căng thẳng. Sau đường chuyền không được tới vị trí. Trần Nhật Trung. Cú dứt điểm. Vũ Văn Khá vẫn là người chiến thắng. Một tình huống đá thẳng. Nhưng bóng đã không đi trúng khung thành của cao thủ bên phía xa.